Ở đây thì mình nằm trên đường ưu tiên và xe xanh đối diện ô tô đấy, cùng giống như mình. Thì ô tô xanh thì thẳng lên đi trước, còn mình rẽ trái thì mình được đi thứ hai và đến xe máy. Thì câu trả lời ở đây là tôi phải để cho cái mô tô rạt qua thứ hai. Xin chào cả nhà, mời cả nhà chúng ta cùng làm đề thi tiếp theo. Câu hỏi hỏi là cái lỗi gì khi mình vượt mà mình có nghĩa là mình không vượt được ấy. Thì đáp án một là khi mà ai cái hơi thở, tức là cái người bị vượt, cái sphin dịch tức là tốc độ start Fehringer, tức là cái người bị vượt là cái người đi trước mặt mình ấy, họ giảm tốc độ thì cái đó là tốt, cái đó là mình vượt được, thế nên là không bấm vào. Và cái đáp án hai là mình khi mà un phe va thét, tức là un phe va thét cái ghen phe ke, tức là cái xe đối diện mình nó cũng chơi ấy, thì là nguy hiểm cho mình. Và đáp án ba là cái người bị vượt trước mặt mình bỗng nhiên họ blitz lịch, họ tăng tốc là cũng nguy hiểm. Còn câu hỏi là khi mình thấy có chữ for alpha nên, tức là chú ý cái gì về phía trước ấy, lái xe và chú ý về phía trước. Thì ở đây muốn học mèo cho nhanh thì chúng ta thấy ở cái đáp án ba đấy nó có chữ x bê răng, cái đó là nguy hiểm, cái đó là bỏ qua. Còn hai đáp án còn lại là đúng, cái thể cho nhanh. Mình đang đi trên đường phố Pháp, trước mặt mình là Kinder chạy qua đường, phía bên phải chú ý một Kinder đang chạy ra trước cái xe xanh bên phải. Thì ở đây là họ nói là tại sao ở đây chúng ta phải giảm tốc độ, thì là do Kinder thôi, về kèn Kinder cầm chạy quá 30 km/h. Còn con chó ngay trước mặt thì đáp án một là tôi sẽ đánh lại với bên trái là sai, nguy hiểm bởi vì trước mặt mình có cái xe đỏ đấy và cũng không nên như thế. Đáp án hai là mình phải nghĩ đến một cái pha brem dùng, tức là một cái phanh khẩn cấp nguy hiểm. Và đáp án ba là và giữ chắc tay lái. Ở đây ta thấy xe bụt dừng thì và cái đèn cảnh báo nguy hiểm tắt. Đáp án một là cái xe đối diện không cần đặc biệt chú ý, nick bê đẹp bê ác là sai. Đáp án hai là mình được phép đi qua với mình phải cẩn thận khi đi qua, đúng rồi. Đáp án ba là xe đối diện phải cẩn thận, đáp án này nó đối lập với đáp án một, đúng không? Ở câu hỏi ta thấy có chữ Aumerksam, tức là tập trung khi ở bãi là ở tunnel, tức là khi mình đi qua đường hầm ấy, thì cái gì sẽ ảnh hưởng? Beitrag tức là ảnh hưởng, tức là khi mình chui qua đường hầm thì cái gì làm mình ảnh hưởng đến cái việc lái xe của mình. Tức là đáp án một là Gutter Fahrbahn mag lucky rung, tức là các cái đường đường kẻ giữa đường là tốt thì đâu có ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà hệ thống ánh sáng ở đáp án hai là ảnh hưởng đến mình và cái đường hầm quá dài nó cũng ảnh hưởng đến mình. Câu hỏi là ở đâu thì mình phải là vô mưu sinh dí, ở đâu mình phải nói chung mình giảm tốc độ tính toán, đúng không? Thì đáp án một là rạt phá rơ uốn, ta phải có chữ uốn ao mẹ giam, tức là không chú ý này, xe đạp này. Rồi đáp án hai là chỗ có kinh đời chạy trên đường này. Và đáp án ba là người lớn chú ý luôn luôn chú ý tốt với giao thông thì không tính. Cái rách nét, tức là tính toán đúng với giao thông ấy thì không nguy hiểm. Câu hỏi ta thấy có chữ đơ rô ken, tức là nói đến thuốc phiện. Nếu mà thuốc phiện ấy thì bên đáp án có chữ bét rung ở đáp án một là sai, còn hai đáp án còn lại là đúng. Tại dùng thuốc phiện thì con bét rung là tốt, là con gì nữa là không đúng.
Câu hỏi là khi bike stroke can phe ke, tức là khi bị tắc đường ấy, thì ở đâu thì chúng ta phải giữ cái khoảng trống ở trước mặt, thì là ở cái ngã ba và ở cái chỗ người đi bộ trước mặt của mình, là mình phải giữ khoảng trống. Mình đi một cái xe chạy chậm đúng không, rồi vì khuyên nên gì nên là chúng ta làm thế nào để vượt tránh, hoặc là ví dụ như Để mình làm thế nào để tức là mình chạy một cái xe chạy chậm và cái xe sau muốn vượt chẳng hạn đúng không, thì đúng mình làm sao để cho người sau vượt lên đúng rồi không, làm thế nào để xe sau vượt để hoặc là mình làm thế nào mà để mình vượt lên hay là xe chờ sau xe vượt lên. sau cho người sau vượt lên. Thì ở đây ta hôm nãy ta tìm kết quả không được, thì là áo đen dài then trái then, tức là chúng ta sẽ áo vai then, tức là ta đánh lại sang một bên, hoặc là ta đi vào cái chỗ mà có cái khu vực dừng dừng xe một bên đường ấy, Dừng xe có hai thơ bút book của bút đúng không, hai hai thơ thứ book bút hai thứ bút không phải có bút đúng không? Cái chỗ giống như kiểu bán nữa đúng không, kiểu như kiểu bán nữa rồi hoặc là ở cái chỗ áo đen bắc trái then cái bài đầu đúng không, mình xe mình tránh chạy chậm nên mình bị chiếu, mình tránh vào đỏ cho họ đi qua mình đúng không. tránh những người ta đi. Ở đây mình muốn rẽ phải Có cái thì xe một xe xe máy bên ở bên phải mình có một cái xe máy, thì câu hỏi là cái xe máy bên bên tay phải của mình ấy muốn đi thẳng, thì bây giờ mình định tính như thế nào, thì đáp án một là mình vượt lên xe máy là sai và mình đi sau xe máy là đúng. Câu hỏi là mình phải chờ ở đâu, thì ở đây mình thấy là ngã tư đèn đỏ mình phải chờ ở đâu, tức là ở đáp án hai là đúng, ở chỗ cái vạch màu trắng ấy, anh đây hai ly nhìn là cái vạch màu trắng ấy, thế thôi. Họ bảo là mình được phép bao nhiêu khi xe mình có hàng hóa đấy, thì hàng hóa của mình nó được phép là thông, tức là loại ra ở đằng sau đuôi xe bao nhiêu, nhưng mà ta nhớ là ở câu hỏi họ có chữ ô nơ ken sai không, tức là không cần có cái biển ấy, biển báo ấy, thì là 1 mét, còn nếu trong trường hợp mà họ có chữ mít ken sai nung là phải 1,5 mét nhé, nhưng mà đấy họ chữ ô nơ ken sai nung tức là không cần phải bằng chỉ dẫn ấy, thì là 1 mét. Mình đang đi trên đường phố phát và bên phải mình là có một cái xe đạp đang đi và mình thì muốn rẽ phải, và trước mặt mình cũng có người đi bộ bắt đầu đi qua, thì ở đây thì câu hỏi là tại sao mình phải khi mình muốn rẽ phải, tại sao khi rẽ phải mình phải chờ, là bởi vì cái người xe đạp ở đằng sau lưng mình bên 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 tay phải mình này, và với do người có đi bộ, người đi bộ đâu khi đến là mình cũng phải cẩn thận. Câu hỏi là mình phải nên làm gì để bảo vệ môi trường, thì đáp án một là mình lên là bái lăng và va then motor upstairland, tức là khi mà mình chờ lâu ấy thì mình nên tắt motor, còn khi có khói ống khói của mình, đáp án hai mà có khói thì cần phải đi kiểm tra, rồi đáp án ba là mình nên đi về số đó là sai. Ở đây xe vàng nằm trên đường ưu tiên đặc biệt bởi vì họ nằm trên cái đường cái bảng mà có đường đen đậm ấy, thì là họ sẽ được đi trước, thì tất nhiên là mình phải chờ. Ở đây thì mình nằm trên đường ưu tiên và xe xanh đối diện ô tô đấy cũng giống như mình, thì ô tô xanh đi thẳng nên đi trước, còn mình rẽ trái thì mình được đi thứ hai và đến xe máy. Thì câu trả lời ở đây là tôi phải để cho cái mô tô rác đi qua là sai, tôi phải để cho BKV đi qua là đúng, tôi đi trước mô tô rác đúng rồi. Ở đây thì ta thấy là xe máy là nằm trên đường ưu tiên đặc biệt bởi vì họ nằm trên cái biển cái đường đầm màu đen đấy, cho nên là ở đây thì ta phải chờ thôi. Câu hỏi là ai được phép
rạp phá xoay cơ đi vào đấy. Thì ta thấy ở đằng dưới cái biển cấm của người đi bộ nó có chữ Lieferverkehrsfrei, tức là dành cho người đi Lieferung thôi, tức là người đưa hàng hóa đấy. Thì đáp án cuối cùng là đúng. Đấy, ở cái biển có chữ Liefer thì ở đáp án 3 cũng có chữ Liefer là sao? Cái biển này chỉ dẫn điều gì? Ta thấy là rẽ phải. Biển báo rẽ phải. Thì đáp án 1 là Sie müssen fahren Richtung Änderung nach rechts anzeigen. Đúng rồi. Mình phải xin xin nhan đúng không? Đáp án 2 là Sie dürfen nicht nach rechts là sai. Đáp án 3 là mình được phép nạc rách vai tờ pha ren. Đúng rồi. Ví như thế nào mình khi mình đi qua một cái dốc, đoạn đường dốc thì câu trả lời là ich nehme gạt bé đao phôi tên địch xu rích un sai thơ. Ở đây thì đáp án 1 đấy, từ từ xuyên rung áo cái này hình gì ai nên cáng kim và đem chưa, có phải cái này không? chúng ta Đây, về cái này đi là số vùng 1 liên là đúng quan rồi đấy, đó, chỉ có cái này thôi đó đúng là không? đi số 1 đó, đó. Bật lửa anh này cái gì đó Bật lửa là cái giống như kiểu tắt máy ấy. là sai đúng không? Tức Xuống là dốc mà trong tắt máy nguy hiểm. đáp một án một thì giống như của tắt máy á đúng không, còn đáp án hai là le lau cũng đúng, Le thôi nói lau chung về số là 0, về số 0 càng nguy le hiểm. lau là về rồi không tắt máy hoặc về rồi không là sai, thế nên là cái chỉ có bấm kết quả cuối cùng thôi. Ai nên cắt cái Đúng số 1 này. rồi. À, họ bảo là cáo bao nhiêu được phép hàng hóa. Đấy, thì ta thấy có chữ Bây vậy giờ chơi huế hơn là ta bấm vào 2,5 là xong đúng không? Tại sao phải đuổi thò này ra, tại sao mình vì đi sửa cái ông khỏi của mình Auschwitz Anlage đấy. Thì câu hỏi là thế, xong rồi đáp án một là tức là làm cho không có Là do là anh rơi vài, ông tại vì khói sợ mình sợ cái ông khói này có thể phái lên này, từng nó có thai thể rồi rơi. từng phần ông khói rơi xuống. Rơi xuống thì sẽ gây ra tiếng đồng ở đáp án 3 là xong. Hoặc là trong câu này ta phải có chữ mô tơ ta bỏ qua bởi vì ông khói thì không liên quan đến mô tơ, thế thôi. Vậy chờ kế pha khan bay nút sùng, tức là họ nói cái nguy hiểm gì sẽ xảy ra khi sử dụng cái xe kiểm soát hành trình nhé. Thường cái nó phải kiểm soát dụng cái dạng tự động system nó có hình dạng cái hình thức tự động thì đã pha soi phía cái người lái xe nó sẽ cảm cảm nhận sẽ như thế nào khan nó sẽ Thì nếu mà đi cái xe đó thì người người lái xe họ sẽ cảm nhận cảm thấy như là I can on vô thùng về nạc lát dịch có chữ phe nát là bấm vô nguy hiểm đúng không, nguy hiểm rồi cái pha kia nguy rồi hiểm vinich phe cái gì đến Athens đúng rồi khi mà có hành rồi. trình tự động thì người ta thường thường chủ quan thường thì phe nát rồi vinich chú ý đến phe Rồi ke sai cái gì đó ở lại nữa pha các thứ bằng cái này. Cho nên là cái sai cũng luôn. Ở đây thì họ nói là ở đâu thì được phép ở trong thành phố mà cái xe dành xe 2 tấn thứ chủ nhật và ngày lễ từ 10 giờ cho đến 6 giờ sáng được bắt. Thì ở đây ta thấy có chữ đặc biệt ta loại ra thôi. John được cái biết Gender đặc biệt cái biệt là loại ra, còn hai cái vượt qua còn lại là đúng. Hoặc là không cần đọc nhiều thì ở trên ta thấy có chữ giám thạc với gión thạc với phái thạc, tức là chủ nhật với ngày lễ bắt kèm và 10 giờ đến 6 giờ bắc ken, thì ta cứ thấy có chữ gión đẹp cái biệt ở giữa là ta bỏ qua, còn hai kết quả con này ta bấm đúng. Họ nói là cái gì có thể là khi mình làm gì sau khi mình rời khỏi xe của mình ấy, nói chung đi sau khi thì không đi nữa thì rời khỏi xe thì mình nên làm gì? Thì đáp án một là không đảm bảo không để xe trôi này, Việc rồi là gì? đáp án hai là
có chữ zigzag ở cuối câu nó cũng đúng đúng không? Đáp án ba là for them open trước khi mở cửa thuyết là phải chú ý cái người đứng sau. Đúng rồi. Nhưng mà cái này hắn khỏi phé lát sen mà rơi khỏi xe mà. Rơi khỏi xe thì à, trước khi bước ra đúng rồi. Trước khi bước ra đúng rồi, for them open tức là sau khi mở cửa xe ra thì mình phải chú ý cái người đứng sau đi đến, không phải mình mở cửa ra là xe đạp mà tông vào. Có câu rửa, câu rửa. Đạt phá xoay cơ kế kèn bê bên nút sen dích sen ý là chồng trồm mà hình giống kiểu chồng kiểu trồm. Như kiểu khóa chồng trồm á. Ừ. Đúng không? Ừ. Ta phải có chữ dích sen con này đúng đấy. Đó, chuyến câu nó chỉ có hơi vân vân câu nó tí thôi. À, có nghĩa là họ hỏi đi như kiểu là nguyên nhân do đâu mà cái bản trưởng của mình ấy phó đe ra sơ ấy là nó ta quên xem ai giải thích tức là một bên thì do là cái gì đó không ổn đúng và cái phe bô ken tức là bị cong và không ổn định cong trục ta thấy có chữ nick ót nung với đường dưới có chữ phe bô ken là cong và cái đường trên là không ổn nên là bấm cái gài vào là sao nặng đem gì lên như sai tức là sau một thời gian dài đi trên một con đường một thời gian dài chạy chậm mà có đi sau một cái xe chạy chậm đi sau chạy xe chậm hay sau một thời gian dài bây giờ mình muốn vượt thì mình định như thế nào sau khi vượt thì câu trả lời nạc đem uy vô hồi đen tức là sau khi vượt đấy thì xe rơ mịt áo rai khen tức là đủ khoảng cách là đúng rồi định về hết đen đúng không rồi đi lăng dầm là sai mình lại quay lại mình chơi người ta mình đi chậm là sai ta đọc được ngay cái đầu ta thấy có chữ lăng dầm là sai rồi rồi cái thứ ba mà mình phanh cũng sai luôn đúng không chỉ có đủ khoảng cách rồi thôi kiểu hình thức trả thù người ta không được không tốt đâu không được ở đây thì mình thấy là chú ý đứng trước phó phát cho nên là mình phải chờ thì ở đây cái gì là đúng thì câu trả lời là LKV phải chờ là sai LKV phó phạt đúng rồi mình phải giảm tốc độ đúng rồi trời mưa tầm nhìn có vẻ kém cầm chay quá 70 km/h và đường chuẩn bị bị trơn trượt còn nước đó. À, ở đến đoạn đường này thì mình nên là XFMI đến Rich Eye thì lên cùng với về cùng đúng rồi tránh đánh lái tránh về lái nhiều rồi giảm tốc độ rồi lên cơ start nạc rách vọt ra ngoài luôn sai hình tại đâu start nạc rách được đúng không mình có tránh gì vậy đâu nhưng có chưa start thì còn nguy hiểm nữa đó hết rồi mấy điểm coi đúng cao đây là 30/30 là ngon rồi đúng cả rồi à ok à, nếu cả nhà thấy hay thì hãy bấm chuông và đăng ký kênh để nhận được video mới. À, cảm ơn cả nhà đã xem, hẹn gặp lại cả nhà ở đây thi tiếp theo.